Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin thi thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những học tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục chuyện lạ. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc được cập nhật từ khắp nơi trên thế giới. Không biết là quý vị từng nghe đến chiếc máy bắt ma chưa nhỉ? Chiếc máy bắt ma là một thiết bị vừa được các nhà khoa học điện tử của Mỹ nghiên cứu và sáng chế ra. Không biết là chiếc máy bắt ma này có thực sự công dụng hay không? Chúng ta hãy cùng đi theo chuyên gia bắt ma ở Hải Phòng. Đây là bài viết của phóng viên Phạm Dương Ngọc của đài VTC, thì chỉ đọc lại thôi nhé mọi người. Kỳ 1. Thú vị chiếc máy bắt ma trong số các nhà báo thì tôi là người gắn bó nhiều nhất với ngôi nhà kinh dị bậc nhất ở Hải Phòng. Đó là ngôi nhà bị gọi là Ma Ám, nơi có 10 người con tâm thanh. Nhiều năm qua, mỗi lần về Hải Phòng công tác, tôi đều ghé thăm chủ nhân của ngôi nhà là bà Nguyễn Thị Nợ. Dù không còn đủ sức để tiếp tục giúp đỡ gia đình bà về vật chất, nhưng cũng là cầu nối để cho các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho bà và những con người tâm thanh khác cuộc sống của bà và đàn con hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ cấp của nhà nước cùng với tấm lòng hảo tâm của người đời thế nhưng điều ám ảnh tôi không phải là chuyện cơm nước ăn uống chuyện tiền bạc chữa bệnh mà là những bí ẩn và những lời đồn đại kinh dị liên quan đến ngôi nhà này mỗi lần tôi tìm về thăm bà thì lại có thêm những câu chuyện quái dị rượn tóc gáy rất nhiều nhà tâm linh tìm về ngôi nhà này và mỗi thầy bà lại mang đến những câu chuyện mang màu sắc dị đoan và càng phụ đậm thêm sự huyền bí quanh ngôi nhà. Hơn chục năm về trước, khi tôi tìm gặp bà, thì bà nợ hay kể về ma tàu thành tinh trong căn nhà bếp, rồi thì những linh hồn ăn khuất xung quanh mảnh đất nhỏ xinh chặt hẹp. Vài năm sau quay lại, bà lại kể thêm cả chục nhà tâm linh tìm đến cúng bái tránh yểm nhưng số lượng con ma trong nhà đã tăng lên đến 300. Và rồi một ngày tôi ghé thăm xem cuộc sống của bà ra sao, số phần những người con thế nào. Thì lượng ma trong căn nhà chặt hẹp hơn 20 mét vuông này đã tăng đến 3.000 con. Ma mảnh cho những căn nhà ma ám, hầu hết là những câu chuyện theo dệt do người đời đồn thổi lên cho vui, hoặc là các thầy bà mang đầu ốc mê tín dị đoan dựng lên cho nó huyền bí ấy thế nhưng để gỡ được câu chuyện đó ra khỏi ngôi nhà đầy điên khùng chết chóc và ám ảnh này thì đó không phải là chuyện đơn giản năm 2013 khi trở lại nhà bà Nguyễn Thị Nợ tôi đã đưa chuyên gia phong thủy Hoàng Triệu Hải một nhân vật khá nổi tiếng trong giới phong thủy ở Hà Nội về xem xét ngôi nhà này những mong làm sáng tỏ những câu chuyện mà ngôi nhà bà nợ dưới góc nhìn khoa học khi đó thì con cái bà nợ ngủ hết ở bệnh viện tâm Thành Hải Phòng, chỉ có bà nợ ở nhà. Bà ngồi thu lưu trong góc nhà, dường như chẳng thèm quan tâm đến những công việc mà chúng tôi làm. Bà đã quá quen với việc lâu lâu lại có một chuyên gia bắt mà tìm về nhà bà với mầm lễ ú ụ cũng bái mò xèn cả ngày cả đêm. Chuyên gia phong thủy Hoàng Thiệu Hải mang về một cái thước, một cái là bàn, thiết bị đo hướng Đông Tây Nam Bắc anh căng thức dây đo hai chiều ngôi nhà ghi ghi chép chép. Và rồi công việc cuốn tôi đi, chuyên gia phong thủy Hoàng Triều Hải cũng bận rộn và chẳng có kết luận nào cả. Mới đây, chuyên gia phong thủy Hoàng Triều Hải là giám đốc trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương gọi điện cho tôi và khoe. Ông em đừng tưởng thằng anh này quên cái ngôi nhà ma ở Hải Phòng nhé. Hễ đến 5 năm rồi, anh cứ ám ảnh về nó mãi đấy trong các cuộc hội thảo nay dạy dỗ học trò anh hay lôi chuyện của nhà bà nợ ở hải phòng ra làm ví dụ về phong thủy anh làm công việc vừa liên quan đến lý học vừa liên quan đến tâm linh nên anh không bỏ qua thứ gì cả cũng không coi nhẹ thứ gì về phong thủy thì anh giải mã được ngôi nhà bà nợ ở góc độ chuyên môn của anh còn về mặt tâm linh ngôi nhà đó có ma hay không thì anh không dám chắc nhưng mà giờ anh có thể hoàn thiện nốt nghiên cứu của mình rồi Mong em sắp lịch để sớm về nhà bà nợ bắt mà nhé Có thể nói tôi là nhà báo nhưng mà gần như là quan tâm nhiều nhất đến cái từ ma Hồi công tác ở báo An ninh Thế giới Tôi là một trong số ít những nhà báo được tiếp cận với đóng tài liệu đóng dấu mặt của các liên hiệp quốc Liên hiệp các hội khoa học, tin học, ứng dụng và trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Là các nghiên cứu về ngoại cảm, ma quỷ, hiện tượng lạ, hiện tượng đặc biệt Đặc biệt là tôi tiếp cận được tài liệu của nguyên phó thủ tướng Trần Phương kể về hành trình tìm người em gái liệt sĩ bằng ngoại cảm. Tôi đã xào xáo các đóng tài liệu đó đăng báo và gây ra một làn sóng trong thời điểm 15 năm trước. Dân tình photo cả báo truyền tay nhau ra đọc. Sau đó tôi có điều kiện tiếp cận đi theo nhiều nhà ngoại cảm tìm mộ và đi theo các cuộc gọi vong bắt ma thì tôi mới nhận ra tất cả đều điên khùng và hoang tưởng chẳng có con ma nào cả toàn là bóc tổ mối với đất đen dương chó lợn thành xương người chết từ đó tôi chẳng còn tin vào vong với ma nữa thế nhưng cái từ bắt ma của chuyên gia phong thủy hoàng kiều hải khiến tôi tò mò hết sức tôi thường xuyên gặp gỡ anh trao đổi về lý học về lịch sử đất nước trước thời bắc thuộc những nghiên cứu tiếp cận theo hướng dân gian và tôi tin ảo anh ở góc độ nghiên cứu khoa học chứ không phải là mê tín dị đoan. Nhưng bắt ma kiểu gì? Tôi chạy sang gặp Hoàng Triệu Hải tại một quán cà phê bên bờ sông Hồng. Anh mang đến một chiếc túi to, nặng chịch, đặt ở gầm bàn. Hóa ra là bắt ma bằng máy móc chứ không phải bằng sóng não. Đây đó thì tôi từng nghe câu chuyện có mấy giờ tín hiệu ma ở Mỹ. Nhưng rồi dường như đó là những nghiên cứu chưa đầu đến đâu nên con ma vẫn là thứ gì đó cực kỳ bí ẩn cuốn hút con người là loài chú tò mò. Trái tim của hệ thống mắt ma chính là một cái máy nhỏ giống như điện thoại kiểu cổ, nhưng lại có vẻ giống cái máy radio cầm tay nhỏ gọn, có râu, có vài nút bấm, vài cái loa nhỏ xinh cỡ đồng xu. Về cơ bản thì nó giống một cái đài nhỏ. Nhà phong thủy Hoàng Triều Hải kể, từ hồi đi với ông em chủ nhà bà nợ, anh cứ ấm ảnh mãi về ngôi nhà đó, Phong thủy ngôi nhà đó thì phạm nhiều lỗi rồi, nhà thì bí, cái cột thì lu lu trước nhà, chẳng ai mà làm cột chắn ngay cửa như thế này. Rồi kết cấu và các số đo cũng phạm nhiều lắm. Nhưng mà lỗi phạm đó cũng không thể là nguyên nhân gây ra những thảm họa để tạo ra những lời đồn ghê gớm như vậy được. Nếu xét chi ly ở góc độ phong thủy, thì đâu có thiếu những ngôi nhà phạm lỗi nhiều như vậy. Vậy nên anh cũng nghiêng về phương án tâm linh nữa có đợt anh xem một bộ phim khoa học của Mỹ trên kênh Discovery chuyên khám phá những câu chuyện lạ mà các nhà báo cũng là các nhà khoa học đem thiết bị bắt ma đến một ngôi nhà ma ám để chứng minh là có ma trú ngủ hay không. Anh thích lắm. Anh liên hệ nhờ vả các kiều các anh em bên Mỹ mới kiếm được chỗ bán. Trong chuyến đi Mỹ làm phòng thủy cho một vịt kiều vừa qua thì anh đã bay mấy trăm cây số mua bằng được cái thiết bị này đấy. Giá 5.000 đô la chứ chẳng ít nhưng mà cần thiết phải mua bởi nó phục vụ cho công việc của mình. Chuyên gia phong thủy Hoàng Triều Hải lôi con lắc và tờ giấy nhiều màu âm dương ngũ hành đặt lên bàn. Anh dùng con lắc gắn cục đá trong suốt lắc qua qua quay quay và bảo chỗ đất này không có gì đặc biệt mà quỷ không có, khí độc không có, tư trường không độc hại gì cả. Lên cái máy này nó sẽ không phát ra tín hiệu đặc biệt. Nói rồi anh bật khởi động chiếc máy, máy bắt ma các con số ở màn hình hiện lên ổn định, tần số thấp không nhảy nhót gì. Từ cái loa cũng chẳng có âm thanh gì. Nhà phong thủy Hoàng Triệu Hải bảo rằng, khi máy không nhảy sóng loạn xạ, không phát ra âm thanh gì đặc biệt, thì đất bình thường không có âm khí, không có ma quỷ, không có gì hại hết. Vậy là tôi đã hiểu một chút về chiếc máy bắt ma, một thiết bị vừa được các nhà khoa học điện tử của Mỹ nghiên cứu và sáng chế ra. Rất nhanh chóng chúng tôi lên đường về Hải Phòng tìm đến con ngõ nhỏ ngoắt ngoéo số 239 đường Đà Nẵng. Bà nợ cũng chẳng dùng điện thoại bao giờ, cũng chẳng có điều kiện mà xài thiết bị hiện đại đó, nên chúng tôi cứ việc chủ động đến thẳng nhà bà. Bà nợ cũng đã già tuổi ngoài 70, rất khỏe kém, cũng chẳng còn đi làm được. Hàng xóm cũng chẳng ai dám bén mảng vào phần nhà bà, nên bà cũng chẳng bao giờ có ai đến nhà chơi. Thế giới của bà là căn nhà rộng 20 m vuông, khoảng sân nhỏ vài mét vuông lần này về hải phòng tôi gặp con út của bà nợ là chị phạm thị bích khi cô mới ở bệnh viện tâm thần về và lúc này là tỉnh táo nhất tôi đã trò chuyện với bích khá lâu thế rồi trong một phút tỉnh táo nhất bích đã bảo rằng thầy bà về đây cứ nói ma mãnh chứ nói thật với anh chẳng có ma mãnh nào đâu nhà em điên là điên di truyền đấy cái bà nợ nhà em ngày xưa bị điên nặng giờ thi thoảng vẫn điên còn ông phong bố em thì cũng là bệnh nhân tâm thần ấy mà Bên nhà nội rồi bên nhà ngoại em Nhiều đời trước cũng đầy người điên ra đấy Bà mẹ em vẫn điên Nên lúc nào cũng tin vào ma quỷ Khi máy ghi hình chạy đều đều Với lời kể rành rọt của Bích Thì tôi quay sang hỏi bà Nguyễn Thị Nợ Ngồi cạnh nghe cô con gái nói từ đầu Bà Nợ thừa nhận Đúng là cô cũng từng bị tâm thần cháu ạ à. Hồi năm 13 đến 17 tuổi là lúc cô bị tâm thần nặng nhất, đau óc mụ mị không biết gì, Thế nhưng sau tuổi đó thì cô lại tỉnh táo. Sau này cũng có lúc cô mất trí, nhưng cô vẫn là người tỉnh táo nhất nhà. Ông Phong nhà cô cũng tâm thành đấy cháu ạ. À. Cô cũng biết, nhà mình toàn người tâm thành, nên đẻ ra rạch tâm thành. Nhưng mà thầy bà và nhà cô cứ bảo trong nhà toàn là ma, thì cô cũng kể lại như vậy thôi. Vậy là đã rõ, câu chuyện về ngôi nhà ma ám với 10 người con điên đã thực sự sáng tỏ. Nhưng sự thật lại thêm bi thảm với số phận những con người điên khùng cần sự cảm thông và năng đỡ của xã hội. Câu chuyện này vẫn còn phần tiếp theo, khi nào nhà báo Phạm Dương Ngọc lên bài thì sẽ cập nhật, mọi người đừng quên đăng ký để theo dõi nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý khán giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.